Đây là nơi chướng nguồn nước các bạn. Ôi quá kinh. Từ đây là sẽ hệ thống tưới nhỏ giọt để tưới ra cánh đồng khoai. Các bạn thấy kinh khủng không? Đây là diện tích khoai rất là lớn. Đây cả. Hả? Khoai nó để làm video. Để cho người ta xem. Để kiếm tiền. Hên xui lắm. Chưa chắc xem nhiều nó kiếm được nhiều tiền. Người Việt Nam xem trả được bao nhiêu tiền cả. Quá kinh khủng, quá kinh dị. Cánh đồng rất là kinh dị. Đây này, cái chỗ này là chuẩn bị người ta sau này được cũng làm này. Bên kia nữa. Sau này là người ta cũng trồng ở đây luôn này các bạn. Bên kia. Quá ghê. Dẫn các bạn đi xem cánh đồng khoai bên kia với đi xem trâu. Đi. Về làm tí. Xem đàn trâu kinh khủng. Biết trâu mà ở đâu người ta bắt về nhiều thế. Ở đây ít nuôi trâu. Nó chuẩn bị cho cái đuôi xe đó. Gọc đi gọn gọn lề đi. Đi xe đạp ngày xưa đó. Bọc cái là chưa. Hả? Đàn bò đằng kia các bạn. Quá kinh. Làm sao đi cứ vẫy tay á. Tay á tay. Đúng kệ chứ. Quay như mình có làm gì đâu. Có ai đi quay bộ ở chỗ không? Chắc là có rồi. Khoai luôn. Chắc hình như cũng thuộc của bên kia á. Còn vô số là trâu các bạn nhìn thấy chưa? Đàn trâu khổng lồ luôn. Đống rơm to để trâu ăn luôn. Khoai này các bạn này. Trồng kinh khủng. Tưới giọt nước luôn các bạn ạ. Kia trồng gì cũng còn chưa rõ nữa. Trâu đầu đàn nó kêu rắc rắc con 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 con. Đây trâu đầu đàn là măng măng chuông à. Đấy. Trồng khoai cá quá khủng. Xa xa kia là trồng gì mình cũng chưa rõ luôn. Xa xa kia là cây gì mình không rõ nữa.
Cảm ơn các bạn đã coi video của Khách Công. Mong mọi người luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Diện tích trồng khoai này rất là rộng lớn, mình không thể nào đi hết một vòng cho các bạn coi được. Tạm biệt các bạn nhé.